Em xin kính chào quý cô chú bác và anh chị em đã vào trang vlog của em. Trước khi mà mình đi chợ và vào bếp chia sẻ món ăn thì em xin kính mời quý vị cùng ngắm cảnh buổi trưa ăn trưa của em Thiên Nga ở ngay bờ hồ. Và hôm nay em xin phép được chia sẻ lại cái cách làm của em về món giò lụa hay là giò chả hay còn gọi là chả lụa theo phương ngữ Nam Bộ. Bạn xem, 1 tablespoon các bạn coi nhé là 15ml nước mắm đó các bạn. Và 2 tablespoon là 30ml nha các bạn. Và nếu các bạn chỉ có ở nhà các bạn cái muỗng ăn cơm giống mình như vậy nè, muỗng ăn cơm thường ở nhà đó, thì bây giờ mình đo cho các bạn đo coi nè nha. Đây là 2 tablespoon là 30ml chứ ha. Thì các bạn coi nè, một muỗng nha, hai muỗng. Và đó là 3 muỗng nha các bạn nha. 3 muỗng canh, 3 muỗng ăn cơm của mình á. Và nguyên liệu để cho mình làm ra một cây chả lụa khoảng nửa ký thì mình chuẩn bị là nửa ký thịt xay. Thì bên trong là gồm có 250g là thịt heo và 250g là thịt bò. Và trong thịt heo thì có luôn cả mỡ nha các bạn ha. 30ml nước mắm ngon và 2 muỗng teaspoon, 2 muỗng teaspoon mình dùng muỗng này nha các bạn, đường, hoặc là nếu các bạn có muỗng ăn cơm ở nhà đó thì là 2 muỗng như thế này ha, 2 muỗng. Và bột nổi thì mình dùng 3,5g, khoảng 1 muỗng, nửa muỗng teaspoon mình, nếu mình dùng bằng teaspoon này nha các bạn. Nửa teaspoon bột nổi. Còn nếu mà mình dùng muỗng ở nhà đó, muỗng cà phê á, thì mình dùng 1 muỗng vung lên một chút các bạn ha. Và một ít tiêu trắng nha. Và đây là bột khoai tây, hoặc là bạn có thể dùng bột năng thì mình dùng là 2 teaspoon, là mình dùng cái muỗng này nha, 2 teaspoon. Một tablespoon dầu ăn nha các bạn. Một tablespoon dầu ăn thì mình sẽ coi các bạn coi là nó bằng khoảng 1 muỗng canh dầu ăn của mình, 1 muỗng canh nè, đó, muỗng ở nhà của mình ăn đó ha. Một nè, và 1,5 nha các bạn. Và các bạn lấy thịt nha, các bạn bỏ vô trong một cái bao, bao này là bao đựng thực phẩm á các bạn, dùng để đông đá đó. Thì mình bỏ nó vào trong đây nha các bạn ha. Bỏ nó vào. Mình bỏ nó vào nha. Vo vo lại. Đúng rồi. Các bạn xem, bây giờ mình ướp luôn nha. Bông nó ra như vậy, mình đổ vô trong đây nước mắm nè, mình đổ vô ha, đổ nước mắm nè,
Rồi mình bỏ vào trong đó luôn cả đường nha các bạn. Rồi mình trộn lên. Trộn nó lên như vậy ha. Sau khi mà mình trộn đều cái sốt nước mắm và đường rồi đó, nếu mà bạn nào có thích ăn bột ngọt thì các bạn cũng bỏ vào cũng được ha, hoặc là bột nêm cũng được á. Rồi sau đó mình trải ra, mình ép nó như vậy nè các bạn, ép đều ra để cho nó mỏng và nó trải ra đều như vậy nha. Và các bạn ép nó ra như vậy ha. Nè, để nó mỏng thôi. Rồi mình bỏ vào tủ đá. Mình để cho nó thật là lạnh. Và kỳ này mình sẽ thử làm thịt nó không có đông đá nha các bạn. Trong lúc á, mình chờ cho thịt nó thật là lạnh á, thì mình cũng mang cái cối xay của mình này nè, mình bỏ vào trong tủ lạnh cho nó thật là lạnh luôn nha các bạn. Theo mình nghĩ á, các bạn ở Việt Nam á, hoặc là các bạn ở đâu cũng vậy, các bạn gái á, mình đi vào bếp mình làm nó thường xuyên á, thì mình thấy là cái cân bàn này nè các bạn, mình sẽ sử dụng rất là nhiều lần và rất là tiện ích á, nên mình nên mua một cái ở đây nè, đó cân rất là dễ các bạn, nó cân theo 100 gram và nó cũng rẻ nữa, ở Việt Nam hình như có khoảng 100 mấy chục ngàn thôi. Mình chuẩn bị cái phần nước đá lạnh nha các bạn. Các bạn coi nè, mắt mình để miếng đá vô nè, nó rất là lạnh. Bây giờ là mình lấy tablespoon. Các bạn coi nha, là 15 ml cho một muỗng. Thì mình lấy 4 muỗng nha các bạn. Một nè. Hai nè. Ba nè. 4 nè ha. 4 4 muỗng 4 muỗng tablespoon thì bằng 6 cái muỗng ăn cơm bình thường của các bạn nè, đó ha. Bằng 6 cái muỗng ăn cơm này nè nha các bạn. Rồi sau đó thì mình bỏ bột năng, các bạn có thể dùng bột năng hoặc bột bắp hoặc bột khoai tây. Bạn bỏ vô bạn trộn chung lên nha. Mình hòa tan lên nè. Với lại bột nổi mình bỏ vô trong luôn nha. Các bạn nếu mà không có đủ lạnh á, thì các bạn bỏ vài viên đá vào nữa nè. Đó, cho nó lạnh, thật là lạnh nha các bạn. Và các bạn xem nha. Nè cái cối xay của mình nè. Nó mình để lạnh 1 tiếng hồ. Rất là lạnh. Mình để vô. Và thịt thì mình để tủ đá khoảng 45 phút thì nó dẻo như vậy nè các bạn. Mình không có để đông nha. Mình không hôm nay mình sẽ làm thử cho các bạn coi, thịt chỉ dẻo thôi chứ nó không có đông thành đá. Tại vì có mấy bạn hỏi mình á là làm mà nó đông đá rồi đó, rồi đi mình làm mình ăn không hết á, mình đem đi cất á thì mình đông lại nó không tốt cho sức khỏe. Thì hôm nay mình sẽ làm kiểu này cho các bạn coi. Nó chỉ là dẻo thôi nha các bạn nè, thịt nó rất là dẻo. Mình thái cho các bạn coi. Nè. Ha, thịt nó rất là dẻo. Bây giờ mình bỏ vào trong cái máy máy xay nha. Bây giờ mình lấy thịt mình bỏ vào các bạn ha. Bạn coi, thịt nó chỉ dẻo thôi nha, chứ nó không có đông nè. Rất là lạnh. Khi mà mình bỏ thịt xong á thì mình
đóng nắp lại nha các bạn, mình xay nha. Thời gian mà xay thịt đó thì mình không có cắt phim nha các bạn, để cho các bạn xem cái thời gian mà mình xay từng đợt đó nó bao nhiêu giây nha. Và lúc này á thì mình vừa xay mình vừa đổ vào cái hỗn hợp bột hồi nãy mình pha chung với lại nước lạnh đó nha các bạn. Sau đó mình mở nắp ra các bạn coi nha. Nè, các bạn coi mình xay đợt thứ hai pha nước nè, các bạn coi nó dẻo dẻo nè. Nhưng mà các bạn thấy nó chưa có nhuyễn không? Nó còn nè. Nên mình xay tiếp nha. Đó. Cái kinh nghiệm của mình làm á, cái chả đó làm mình đổ nước á, đừng đổ nước nhiều quá nha các bạn. Lỡ mà đổ nước nhiều quá thì là lúc mà mình làm cái chả của mình ra đó nó bở đó. Ừ, các bạn coi nè, đó, nó dẻo nè, thấy không? Vậy mình xay tiếp nha. Khi mà mình bật á các bạn thì mình bật từ số nhỏ trước, sau đó rồi mình chuyển lên số lớn, và khi mà mình tắt á thì cũng vậy, mình chuyển xuống từ từ ha các bạn ha, chứ đừng có tắt liền một cái là máy nó rất là dễ bị hư á. Và khi mà mình xay á mình cũng phải lưu ý nha các bạn, mình đừng có để xay lâu quá thì cái máy của mình á, cái motor nó nóng lên thì nó cũng sẽ làm cho thịt chín á, và nó cũng sẽ bị dễ bị hư máy nữa. Mở nắp ra coi nè các bạn. Các bạn coi nè. Mình thấy nó đã nhuyễn nhưng mà nó vẫn chưa có nhuyễn hết đó các bạn. Mình kéo nó xuống. Cái thời lượng mà mình, thời gian mà mình xay á, nó tùy thuộc cái công suất máy nữa nha các bạn. Mình đang xài á là cái máy hiệu Siemens, nó công suất có 450W à. Còn nếu mà các bạn xài Philips á, tới 650 lần thì cái thời gian xay á nó sẽ nhanh hơn. Các bạn coi nè, nó rất là dẻo nha. Các bạn thấy dẻo không? Nhưng mà mình xay thêm một chút nữa nha. Này á mình đổ luôn dầu ăn vào nha các bạn. Mở nắp ra cũng được, hoặc là mình đổ phía trên đây xuống cũng được. Bạn coi, mình đổ dầu ăn vào nha. Và
Bạn cho luôn một miếng tiêu vào ha. Nếu mà bạn nào á mà ăn được tỏi á thì mình bỏ một chút xíu tỏi, bột tỏi vào nha các bạn. Nè. Còn nếu mà không có gia đình mà ăn không được mùi tỏi thì các bạn đừng có bỏ vào. Bây giờ là nó dẻo rồi nè các bạn. Đó, giờ nó mịn rồi nè. Quay gần cho các bạn coi nha. Là dẻo rồi nè các bạn, không mịn luôn rồi đó. Mình hấp ở trong cái khuôn tròn này đó các bạn. Các bạn có cái khuôn nào thì các bạn hấp, các bạn dùng ha. Thì trước khi mình bỏ thịt vào, mình lấy một lớp mình thoa vào dầu á các bạn, để khi mà mình hấp á, cái chả của mình á, nó không có bị dính trong cái khuôn ha. Và cái khuôn này các bạn nhớ nó cũng phải lạnh nha các bạn. Bạn coi mình bỏ vào trong khuôn rồi nha. Sau khi mà bạn ép vào trong khuôn rồi đó thì các bạn bỏ vô tủ đá, cất nó 15 phút nữa các bạn, để cho nó thật là lạnh rồi mình đem đi hấp. Mình đã ép được như vậy nha các bạn. Và các bạn nhớ nha, cái khuôn của mình á là lúc nào nó cũng phải lạnh như vậy nha các bạn. Nếu mà thịt mà các bạn làm á mà nó đã không còn lạnh nữa đó thì các bạn bỏ vô tủ đá trở lại ha. Nếu mà các bạn chưa có hấp liền á, bỏ vô tủ đá để cho nó thật là lạnh lại nha các bạn. Thì mình hấp á thì nó sẽ dai hơn. Và mình bỏ vô khuôn mình để đây nha. Thì mình bắt cái chảo nồi nè. Bắt cái nồi lên nè. Bắt đầu nước nó sôi lăn tăn rồi đó, mình để khuôn lên mình hấp, khoảng 25 đến 30 phút nha các bạn. Và cái nắp á, thì mình phải chùm nó lại để đừng có nước nó đừng có chảy xuống dưới cái miếng chả của mình nha. Mình chùm vậy rồi mình đóng lại nha. Khoảng 25 phút á, mình mở ra nè các bạn coi nha. Đó, nó nở lên nè các bạn, để theo nha. Đó. Nếu mà nó có cái nước mà nó còn đỏ đỏ chảy ra đó, nước của thịt đó mà nó chảy ra là nó chưa chín, còn mà như vậy nè các bạn là nó đã chín rồi đó. Khoảng 25 phút thì các bạn thử như vậy ha, rồi mình tắt lửa và mình để nó ở trên bếp như vậy luôn, chứ đừng có lấy ra liền thì cái chả của mình nó sẽ bị khô á. Mình đóng lại mình tắt lửa nha. Khi mà nó nguội nguội rồi nè, mình lấy nó ra nha. Bạn xem, đó là cái miếng chả của mình nè. Nó phồng lên nè. Tại vì hồi nãy á, mình ép chả đó mình để cho nó ở giữa nhiều hơn ở xung quanh cho nên nó phồng lên nè. Chứ nếu mà các bạn ép láng xuống thì chắc nó phồng ra hết. Mình cắt ra cho các bạn coi nha. Đó, các bạn xem này nhé, đây miếng chả nha. Giờ mình cắt thử cái miếng này ra nữa nè, nhỏ ra nè. Bạn thấy không? Miếng chả nè. Nó hơi ấm ấm nha. Nè, nó rất là dẻo luôn nè các bạn thấy ha. Nè. Thấy không? Đó, miếng chả nè, rất là dẻo và dai luôn á. Các bạn nào thích thì đi vào làm giống như mình vậy đó ha các bạn ha.